Loạn giá vé Táo Quân 2024 dù chỉ mới khởi động có hạng lên đến 8 triệu đồng. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều người giao bán vé xem Táo Quân 2024 với giá dao động hàng triệu đồng. Thông tin Táo Quân 2024 trở lại với phiên bản mới nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Dù chỉ mới khởi động, thị trường chợ vé xem chương trình trên mạng xã hội đã diễn ra sôi động. Theo ghi nhận, hiện tại đang có một số nhóm Facebook với tên gọi là chợ vé Táo Quân 2024, săn vé gặp nhau cuối năm với hàng nghìn thành viên. Mỗi ngày trong các nhóm này có nhiều bài đăng tìm mua và bán vé. Liên hệ với một tài khoản bán vé, người này cho biết vé được giao bán là những vé mời, những ai có vé thường bán lại để kiếm lời. Mỗi năm tôi bán từ 1 đến 3 triệu đồng một vé, tùy vào chỗ ngồi. Khoảng ngày 18 tháng 1 là có vé. Trước đây tôi từng bán vé cho nhiều chương trình rồi, nên đảm bảo uy tín. Khi liên hệ với một tài khoản bán vé khác, người này gửi hẳn một sơ đồ chỗ ngồi có chia hạng vé dao động từ 1 đến 8 triệu đồng. Người này khẳng định chương trình Táo Quân năm nay có sơ đồ riêng, không gửi vé mời như hàng năm. Chỉ cần chuyển khoản thanh toán thì một tuần sau sẽ có vé. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, sơ đồ này không có tính xác thực. Trong các nhóm trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng cảnh báo tình trạng lừa đảo. Một khán giả chia sẻ, hiện tại Táo Quân chỉ mới có thông tin khởi động, ban tổ chức chưa có thông báo gì về diễn viên cho đến việc bán vé. Mọi người cẩn thận kẻo đầu năm bị lừa tiền mất tật mang. Vừa qua, nghệ sĩ Chí Trung xác nhận Táo Quân 2024 khởi động, bắt đầu diễn tập vào ngày 2 tháng 1 với đạo diễn mới Trần Lực. Anh tiết lộ chương trình năm nay quay trở lại với một phiên bản mới lạ, khác hoàn toàn những mùa trước. Khoảng 50% nghệ sĩ cũ sẽ tham gia Táo Quân 2024. Suốt 20 năm qua, Táo Quân gặp nhau cuối năm đã trở thành món ăn tinh thần mỗi đêm giao thừa của người Việt. Khán giả luôn mong chờ bảng tổng kết những vấn đề nổi cộm trong năm dưới lăng kính hài hước của các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, nghệ sĩ nhân dân Quốc Khánh, nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng và nhiều nghệ sĩ khác.